chị chủ shop. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một tính năng làm thế nào để đổi cái màu nền cùng tông với banner sao cho giống với bên thế giới Skinfood. Chắc mọi người cũng biết về trang mỹ phẩm nổi tiếng thế giới Skinfood đúng không ạ? Thì em sẽ mở cho mọi người xem nhé. Thì đây ạ. Vậy đổi màu nền cùng tông với banner là như thế nào? Thì như mọi người thấy đó, chỉ cần chúng ta chuyển cái banner qua thì hai bên đầu của trang web cũng sẽ đổi màu theo. Mọi người thấy không ạ? À, rất đẹp đúng không ạ? Nếu như trước đây chúng ta phải làm một cái banner full thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm một cái banner nhỏ, sau đó đổi màu nền cho cái banner đó, thì nó sẽ có cái công dụng thứ nhất đó là làm giảm dung lượng của trang web. Như mọi người cũng biết thì trên nền tảng Haravan và Sapo sẽ có những hạn chế. Nếu mà chúng ta giảm được một phần dung lượng thì sẽ dẫn đến một công dụng thứ hai, đó là tăng tốc độ tải trang của trang web. Như vậy sẽ giúp cho trải nghiệm người dùng khi vào trang web của mình sẽ được tốt hơn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người về cách thiết lập trong theme Egastyle nhé. Vì bên em đã cài đặt cài cắm cái tính năng đó vào theme luôn rồi ạ. Mọi người sẽ vào trang admin nha, và phần thiết lập theme. Thì ở phần trang chủ slideshow, bên em có làm hai kiểu slider. Thì như mọi người thấy, kiểu full là như thế này ạ, nó tràn màn hình luôn nha. Và kiểu thứ hai là kiểu box. Vậy kiểu nào box là kiểu như thế nào thì em sẽ show cho mọi người coi nhé. Em lưu lại, lại em loát lại trang nhé. Dạ, ta-da, mọi người thấy kết quả không ạ? Là nó sẽ như chiếc hộp thôi ạ, nó không có full tràn nhưng nó vẫn có màu nền nha. Màu nền hiện tại do là đang là màu trắng nên mọi người sẽ nhìn không rõ đó. Thì bây giờ em sẽ thiết lập cho mọi người nhìn thấy được rõ hơn nhé. Mình quay lại trang admin nha. Mình sẽ vào phần slider show. Thì ở chỗ này, ngay chỗ phần màu nền, chỗ này thì em sẽ chọn màu cam nhé. Chỗ này thì em sẽ chọn một màu tím. Tím mộng mơ nhỉ. Chỗ này em muốn chọn một màu hồng cho nó cùng tông với cái hình ảnh hồi nãy á. Mọi người sẽ dễ thấy ha. Em chọn hồng này đi ạ. Rồi, bây giờ em lưu lại. Mình xem kết quả nha mọi người. Và đây là kết quả à. Mọi người thấy không ạ? Là cái màu nền nó cũng full tràn giống như là chúng ta đang là một cái banner full vậy. Nhưng mà chúng ta có thể linh hoạt trong việc gọi là thay đổi để làm cho hình ảnh thêm ấn tượng và cảm thấy màu sắc nó hấp dẫn hơn. Dạ rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn mọi người ở video lần sau nhé. Chào.